Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, trong video đăng trên kênh YouTube trong tuần này, giáo sư Lisman cho biết ông không thay đổi dự đoán mà ông đưa ra từ tháng 9. Dù khoảng cách mà bà Harris dẫn trước ở các bang chiến trường đang hẹp lại và kết quả thăm dò nhiều hãng thực hiện cho thấy kết quả rất xích sao. Ứng cử viên đảng Dân Chủ Kamala Harris sẽ đánh bại đối thủ Donald Trump để trở thành tổng thống tiếp theo của Mỹ. Đó là dự đoán của giáo sư sử học Alan Lisman, người được coi như nhà tiên tri về bầu cử Mỹ nhờ đoán trúng 9 trên 10 cuộc bầu cử trước đây. Lần duy nhất mà giáo sư Lisman dự đoán không chính xác là năm 2000, khi ông nói rằng ứng viên đảng Dân Chủ Al Gore khi đó sẽ chiến thắng để tiến vào Nhà Trắng. Giáo sư Lisman cho biết không có gì thay đổi để thay đổi dự đoán mà tôi đưa ra ngày 5 tháng 9 bất chấp các cuộc thăm dò. Giáo sư Lisman vấp phải một số chỉ trích vì những dự đoán của mình. Trong bài đăng trên mạng xã hội X gần đây, chuyên gia thăm dò ý kiến chính trị Snay Silver cho rằng các thông số mà vị giáo sư lịch sử hiện đại tại Đại học Hoa Kỳ sử dụng là hoàn toàn tùy tiện. Trong video mới nhất, giáo sư Lisman nhấn mạnh rằng các tiêu chí mà ông sử dụng để đưa ra dự đoán của mình không thay đổi và chỉ trích sự phổ biến của các cuộc thăm dò ý kiến trên truyền thông. Ông cho rằng việc điều hành chứ không phải chuyện vận động tranh cử mới là dấu hiệu cho thấy ai sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024. Giáo sư Lisman nhấn mạnh, tôi không có quả cầu pha lê, tôi không phải là chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, người nghĩ rằng mình có đường ống dẫn đến đấng toàn năng. Hệ thống của tôi dựa trên lịch sử, nó rất mạnh mẽ nhưng luôn có thể xảy ra. Bạn không thể biết trước rằng sẽ có điều gì đó thảm khốc và chưa từng có sẽ xảy ra để có thể phá vỡ mô hình lịch sử. Trong video trực tiếp dài 90 phút, nhà sử học này đánh giá rằng nền dân chủ Mỹ đang bị đe dọa trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Bước vào mùa bầu cử năm 2024, bên cạnh vị trí tổng thống, nhiều vị trí khác cũng sẽ được cử tri đặt lên bàn cân. Bầu cử thống đốc. Cũng trong mùa bầu cử năm 2024, các cử tri tại 11 bang và 2 vùng lãnh thổ sẽ bầu thống đốc mới. Cụ thể, cuộc bầu cử thống đốc sẽ diễn ra tại các bang vùng lãnh thổ Samoa thuộc Mỹ, Delaware, Indiana, Missouri, Montana, New Hampshire, North Carolina, North Dakota, Puerto Rico, Utah, Vermont, Washington và West Virginia. Đại cử tri đoàn. Theo quy định bầu cử của Mỹ, cử tri sẽ không trực tiếp bỏ phiếu cho tổng thống hoặc phó tổng thống mà sẽ thông qua đại cử tri đoàn. Khi cử tri đưa ra lựa chọn trên lá phiếu của họ, họ thực sự đang bỏ phiếu cho một danh sách cử tri đoàn đại diện cho tiểu bang. Sau khi các phiếu bầu được kiểm và chứng nhận, những cử tri đoàn này đã cam kết bỏ phiếu cho một ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống. Những cử tri đoàn này đã bỏ phiếu quyết định cho tổng thống và phó tổng thống trong cuộc họp của đại cử tri đoàn vào tháng 12. Năm nay, cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 12. Ở 48 tiểu bang, ứng cử viên tổng thống nào giành được nhiều phiếu bầu nhất sẽ giành được tất cả các đại cử tri của tiểu bang đó. Riêng tại Maine và Nebraska, phương pháp này có sự khác biệt. Hai tiểu bang này phân bổ đại cử tri của họ dựa trên một hệ thống phức tạp hơn, phản ánh số phiếu phổ thông ở cấp tiểu bang và cấp khu vực quốc hội. Do đó, phiếu bầu của đại cử tri đoàn tại Maine và Nebraska thường được chia cho cả hai đảng. Số lượng đại cử tri ở mỗi tiểu bang bằng số lượng thành viên hạ viện của tiểu bang đó cộng với 2, số lượng thượng nghị sĩ Hoa Kỳ từ mỗi tiểu bang. Ví dụ, California sẽ có 54 phiếu của đại cử tri đoàn. Con số này tương ứng với 2 thượng nghị sĩ và 52 thành viên hạ viện. Tổng cộng có 538 đại cử tri, trong đó 535 người đến từ 50 tiểu bang và 3 người từ đặc khu Columbia. Trước cuộc bầu cử, các đảng phái chính trị ở mỗi tiểu bang sẽ chọn ra danh sách đại cử tri của mình. Các đại cử tri hầu như luôn là quan chức hoặc người ủng hộ của đảng. Theo hệ thống này, một ứng cử viên giành được số phiếu phổ thông chưa chắc đã giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Thưa quý vị, liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, dù có rất ít khả năng đắc cử, nhưng sự xuất hiện của các ứng viên tổng thống tự do và đảng nhỏ cũng sẽ có tác động nhất định đến kết quả bầu cử của cặp đôi ông Donald Trump và bà Kamala Harris. Đây là những biến số thường bị bỏ qua trong cuộc đối đầu giữa hai đảng lớn mà ranh giới giữa chiến thắng và thất bại đôi khi được quyết định chỉ với vài lá phiếu. Robert F. Kennedy Jr. bước vào đường đua tranh cử với xuất phát điểm mạnh,
là thành viên của gia đình bộ tộc Kennedy danh giá và là cháu trai của cựu Tổng thống Mỹ John Kennedy, ứng viên 70 tuổi này đã công khai đối đầu với ông Joe Biden cho vị trí đại diện tranh cử của Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, vào tháng 10 năm 2023, nhận thấy khả năng chiến thắng Tổng thống đương nhiệm trong cuộc bầu cử sơ bộ khá mong manh, ông Kennedy đã từ bỏ Đảng Xanh và chính thức trở thành một ứng viên tự do. Chiến dịch tranh cử của ông phải đối mặt với nhiều chỉ trích từ cử tri và thậm chí từ chính người thân với lập luận rằng ông đã quay lưng lại với truyền thống phục vụ Đảng Dân Chủ đã kéo dài nhiều đời trong gia đình. Đến tháng 8 năm 2024, ứng viên Kennedy đã đình chỉ chiến dịch của mình và ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump. Điều này được xem là một chuyển biến trái ngược bởi trước đó, ông thường xuyên cáo buộc ông Biden và ông Trump làm tăng chi tiêu của chính phủ, kéo dài sự can dự của Mỹ vào các cuộc xung đột ở nước ngoài và ban hành các chính sách có lợi cho các tập đoàn lớn. Nếu tái đắc cử, ông Kennedy hứa sẽ rút lại sự hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine và cam kết đàm phán để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, đồng thời ban hành lệnh cấm vận, vận động hành lang trong 5 năm đối với các cựu quan chức chính phủ nhằm quét sạch nạn tham nhũng. Ông cũng cam kết sẽ ký một sắc lệnh hành pháp vào ngày đầu tiên nhậm chức, nêu rõ rằng bất kỳ quan chức chính phủ nào gian dối sẽ mất việc. Hiện ông Kennedy đang làm luật sư cho tổ chức phi lợi nhuận về môi trường Riverkeeper. Ngoài ra, ông cũng là luật sư cho Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên Thiên nhiên và là chủ tịch của Liên minh Waterkeeper. Đồng hành tranh cử với ông Kennedy là Phó tướng Nicholas Shanahan, một luật sư và doanh nhân tại thung lũng Silicon. Là vợ cũ của người đồng sáng lập Google Sergey Brin, bà Shanahan cũng đóng góp hàng triệu đô la Mỹ cho chiến dịch cùng với ông Kennedy. Đến nay, dù quyết định ngừng tranh cử đã được đưa ra, ông vẫn ẩn ý rằng hệ thống bầu cử theo cử tri đoàn vẫn có thể đưa ông vào Nhà Trắng, đồng thời cho biết có ý định tiếp tục tham gia tranh cử cùng bà Shanahan ở một số tiểu bang. Cornel West. Bắt đầu khi tuyên bố ứng cử Tổng thống vào tháng 6 năm 2023, ông Cornel West có ý định gia nhập Đảng Nhân dân People Party trước khi chuyển hướng để tìm kiếm cử tri của Đảng Xanh Green Party. Chỉ tháng sau, ông đã từ bỏ hoàn toàn ý định trở thành đại diện của bất kỳ đảng nào và đứng ra tranh cử với tư cách một ứng viên độc lập. Người đồng hành tranh cử của ông, giảng viên Đại học bang California, Los Angeles và là nhà hoạt động xã hội Melina Abdullah, tập trung vào chiến lược dành chung cho sự ủng hộ từ những đảng viên dân chủ, phản đối việc Tổng thống Joe Biden ủng hộ hoạt động quân sự của Israel ở Gaza. Ông West tuyên bố sẽ gây sức ép buộc lên Israel phải đồng ý ngừng bắn vĩnh viễn ở Gaza và rút khỏi lãnh thổ Palestine, đồng thời cắt đứt mọi viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine, thúc đẩy việc xóa bỏ NATO. Ông cũng cam kết ban hành chế độ chăm sóc sức khỏe miễn phí cho tất cả cư dân Mỹ, đồng thời ngừng mọi dự án cho thuê dầu khí trên đất liên bang. Ông hiện đang là giảng viên tại trường dòng Union Theological Seminary và từng giảng dạy tại Yale, Princeton và Harvard. Jill Stein. Bà Jill Stein ban đầu là người quản lý chiến dịch Cornel West trong thời gian ngắn khi ứng viên vẫn giữ một vị trí trong Đảng Xanh. Nhưng ngay sau khi chuyển sang ứng cử độc lập, bà đã tự tìm kiếm một đề cử từ đảng này. Chiến dịch của bà chủ yếu tập trung vào việc chống lại sự ủng hộ của Tổng thống Joe Biden đối với Israel trong bối cảnh cuộc chiến ở Gaza vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Tháng 4 năm 2024, bà đã bị bắt tại một cuộc biểu tình tại Đại học Washington ở St. Louis khi làn sóng phản chiến lan rộng khắp các khuôn viên đại học trên khắp nước Mỹ. Trước khi bắt đầu sự nghiệp chính trị, bà làm bác sĩ và là nhà hoạt động vì môi trường. Sau đó, bà là ứng cử viên của Đảng Cầu Vồng Xanh cho chức Tổng thống Massachusetts vào năm 2002 và 2010, cũng như là ứng cử viên của Đảng cho chức Bộ trưởng Khối Thịnh vượng Chung Massachusetts năm 2006. Bà cũng từng là ứng cử viên Tổng thống của Đảng Xanh vào năm 2012 và 2016. Bà đã đề xuất một chính sách về khí hậu tiến xa hơn thỏa thuận xanh mới của Đảng Dân Chủ, thúc đẩy Mỹ đạt được mức phát thải carbon bằng không trong một mốc thời gian nhanh hơn. Bà ủng hộ việc đảm bảo giáo dục công miễn phí từ mẫu giáo cho đến đại học, đồng thời sẽ xóa bỏ mọi khoản nợ y tế, cũng như tăng gấp đôi số lượng thẩm phán tòa án tối cao và áp dụng giới hạn nhiệm kỳ 18 năm cho họ. Bà đã cam kết sẽ rút lại sự hỗ trợ của Nhà Trắng cho Israel và Ukraine. Hiện bà vẫn chưa công bố liên danh tranh cử của mình. Chị Oliver. Ông Oliver đã giành được đề cử của Đảng Tự do sau 7 vòng bỏ phiếu tại đại hội đảng này vào tháng 5 năm 2024. Từng tới thăm tất cả 50 tiểu bang trước đại hội,
Ứng cử viên này đã chỉ trích gay gắt những nỗ lực của ông Donald Trump và ông Robert Kennedy nhằm thu hút sự cử tri của Đảng Tự do vào đầu năm nay. Trước khi bắt đầu sự nghiệp chính trị, ông đã làm việc trong ngành quản trị nhà và sau đó là ngành thương mại hàng hải. Ông cũng là một hoạt động chính trị phản đối cuộc chiến ở Iraq. Về chính sách nghị sự của mình, ứng viên này đã kêu gọi đơn giản hóa con đường trở thành công dân cho người nhập cư và mở rộng thị thực lao động. Giống như các ứng viên khác, ông cam kết giúp Mỹ khỏi mọi cuộc xung đột nước ngoài, bao gồm cắt giảm hỗ trợ cho Ukraine và Israel, đồng thời xóa bỏ Cục Dự trữ Liên bang. Ông đề xuất hợp pháp hóa việc sử dụng cần sa trên toàn liên bang và ân xá cho tất cả những người phạm tội ma túy vì bạo lực. Đồng hành tranh cử với ông Olivier là ông Thomas, một cảnh sát đã nghỉ hưu và là một nhà kinh tế từng làm việc cho chính quyền của George F. Kepers. Ông đã tranh cử đề cử Tổng thống của Đảng Tự do năm 2024, nhưng đã bị loại trong cuộc bỏ phiếu tại Đại hội Toàn quốc của Đảng và sau đó gia nhập liên danh tranh cử với ông Olivier. Ông đã thua trong cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ năm 2022 với tư cách là ứng cử viên của Đảng Tự do cho một ghế ở Nam Florida. Vào thời điểm chỉ còn một tuần nữa là đến ngày bầu cử mùng 5 tháng 11, cả Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump vẫn đang hết sức nỗ lực để giành được phiếu bầu tại các bang chiến trường, trong bối cảnh các cuộc thăm dò cho thấy cuộc đua sẽ rất căng thẳng. Bà Kamala Harris hôm 29 tháng 10 đã có bài phát biểu kết thúc chiến dịch tranh cử tại công viên Ellipse ở Washington DC, sự kiện được Đảng Dân Chủ ước tính có hơn 75.000 người tham gia. Tại đây, bà Harris nhấn mạnh đến các cam kết về hành động biên giới, chăm sóc sức khỏe và giá cả, đồng thời cho biết lựa chọn giữa bà và đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump là sự lựa chọn giữa tự do và hỗn loạn. Không nằm ngoài chiến thuật ở những ngày cuối của chặng đua, bà Harris vẫn liên tục sử dụng các ngôn từ công kích đối thủ, khi lần này bà cảnh báo về một nhiệm kỳ khác của ông Trump và cho rằng ông Trump là người không ổn định, ám ảnh với sự trả thù, chìm đắm trong sự bất bình và muốn giành quyền lực không bị kiểm soát. Trong khi đó, chiến dịch của ông Trump có nguy cơ bị chệch hướng khi cuộc vận động tại thành phố New York hôm 27 tháng 10 được cho là để đóng vai trò là một thông điệp kết thúc lại bị lu mờ bởi những phát ngôn gây tranh cãi về sự lăng mạ, phân biệt giới tính và chủng tộc. Ngay sau đó, ông Trump ngày 29 tháng 10 đã bảo vệ sự kiện này bằng cách gọi đây là một sự kiện tuyệt vời và là một lễ hội tình yêu. Vận động tranh cử hôm ngày 27 tháng 10 có vẻ khiến cho ông Trump gặp thêm bất lợi. Nhưng theo cập nhật mới nhất từ cuộc thăm dò, ông Trump lại đang thu hẹp khoảng cách và bám đuôi sát nút với bà Harris. Công cụ theo dõi thăm dò bầu cử hàng ngày của 538 cho biết, tính đến ngày 29 tháng 10, bà Harris đang dẫn trước một cách xích sao trong các cuộc thăm dò toàn quốc với lợi thế 1,4 điểm phần trăm. Còn số này giảm nhẹ so với tuần trước khi bà dẫn trước 1,7 điểm phần trăm. Thăm dò cũng cho thấy số cử tri chưa quyết định phiếu là 5,4%. Cả hai ứng viên đều tập trung và nỗ lực tranh cử vào 7 tiểu bang chiến trường do số phiếu tại 7 tiểu bang này luôn dao động và có khả năng sẽ quyết định kết quả cuộc bầu cử. Theo FiveThirtyEight, bà Harris dẫn trước xích sao ở bang Michigan, Wisconsin. Trong khi đó, ông Trump có lợi thế nhỏ hơn bà Harris ở Pennsylvania và Nevada và có lợi thế đáng kể hơn ở Bắc Carolina, Arizona và Georgia. Ở cả 7 tiểu bang, các ứng cử viên chỉ tranh nhau cho đến 2 điểm phần trăm, vẫn nằm trong phạm vi sai số của cuộc thăm dò. Điều này khiến mỗi tiểu bang trở nên khó đoán định trước thời điểm bỏ phiếu cuối cùng. Mặc dù kết quả của cuộc thăm dò toàn quốc đang có sự thay đổi rõ rệt, nhưng các nhà phân tích dự đoán rằng cuộc bầu cử năm nay rất khó đoán, đặc biệt biên độ sai số của các cuộc thăm dò có thể tăng gấp đôi. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Những thông tin mới nhất liên quan tới cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!